sing that shit. Hello anh em, đã quay trở lại với Real Tech. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả xem PC của Tây Long anh em ạ. Ở số lần trước thì mình cũng đã nói với cả anh em, đấy chính là chúng ta sẽ không xem của Tech Suộc nữa. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng xem với cả một kênh khác để xem là PC, góc PC của Tây Long nó sẽ khác gì với cả góc PC của Việt Nam. Và cũng như là xem PC của Tây Long xong rồi anh em có thể rút kinh nghiệm ra và anh em có thể decor lại cái góc gaming của anh em đúng không? Nhìn nó sẽ đẹp đẽ và xịn sò hơn rất là nhiều. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem với cả kênh, đấy chính là Random Frank P. Đây có thể nói là một trong những kênh rất nổi tiếng. Có thể nói là nó chỉ kém mỗi cái chữ Tech Suộc thôi. Nó cũng là 1,9 triệu sắp rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ cùng đến với cả Room Tour Project số 245, Sick Desk and Gaming Setup. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ, hình như đoạn đầu đó là quảng cáo. Hay mình thì mình không thích xem quảng cáo, thế nên là chúng ta sẽ skip qua cái đoạn đấy. What? What the quá? Đúng không? À không phải. Ok, đây. Ok. Nhưng mà cái video của Tech Suộc thì nó có ghi luôn chúng ta, đấy chính là cái setup đấy đến từ nước nào, rồi đến từ ai, rồi là bao nhiêu tuổi, rồi là góc đấy dùng để làm gì. Còn ở đây hình như là với Random Frank P thì hình như là góc đấy chỉ là góc gaming thôi, chứ không phải là chi tiết đấy là góc để sử dụng để làm gì. Còn đây sẽ là của bạn Fallen Foe, không biết là đến từ nước nào, không để lại quá nhiều thông tin. Nhưng mà với một góc gaming như thế này thì anh em thấy khá lạ đúng không? Đấy chính là PC sẽ đặt cách khá là xa cái màn hình. Đấy anh em thấy PC đặt rất là xa màn hình. Và với cả là ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều cái mút. Mút này có khả năng tiêu âm rất là tốt này. Rồi ở đây chúng ta sẽ có nanolip. Uầy, cái góc này nhìn là thấy nhiều tiền đấy anh em ạ. Bàn phím cơ custom này. Phím cơ custom chuột. Uầy, cả 3 slit không dây, cả G603 không dây đúng không? Đây chúng ta có stream deck này. Chúng ta ở đây có thêm một bộ mixer này. Rồi có một con HomePod này. Uầy, nhìn là thấy nhiều tiền rồi anh em ạ. Đây, màn hình cũng là của Asus ROG này. 3 màn, setup 3 màn. Rồi thêm với cả ấy nữa. Nhưng mà góc này nhiều RGB quá, nhìn nó rất là mệt. Uầy, đây còn có cả con Gradius không dây thế này. 3 con chuột không dây, bạn này có vẻ thích kiểu mỗi con chuột sẽ dành cho một nhu cầu khác nhau á. Bàn phím cơ thì là bàn phím cơ custom. Rồi con này là con Corsair 4000D đúng không ta? Nếu mình nhớ không nhầm, đây là con Corsair 4000D. Rồi đây là con RTX 2060 Super chuẩn. Đấy, 2060 Super đi theo kiểu phông trắng với cả thêm một ít màu xanh và màu hồng. Có vẻ bạn này thích màu xanh và màu hồng. Nãy giờ các bạn thấy cái nền LED chính của cái phòng á, nó cũng là màu xanh và màu hồng đấy, anh em nhìn đây là biết này. Ôi, nhưng mà khoan, góc này hơi nhiều thận này. Đấy, ở đây bàn phím cơ. Chuột. Đấy, bên này có thêm mấy con kiểu mấy con mô hình nữa. Đấy, kiểu này là nghiện ma túy nhựa rồi. Nghiện ma túy nhựa như này là không ổn rồi. Ở bên dưới này cũng rất là nhiều mô hình này, nhìn thích vãi. Đây có một con màn hình LG 4K nữa. Nhưng mà nhìn kiểu này nhìn lâu đau mắt. Thề, nhiều LED RGB quá, nhìn lâu nó sẽ rất là mệt. Đây là setup 3 màn. Góc này nó là góc stream luôn. Anh em để ý này, ở đằng trên chúng ta sẽ có webcam này. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái đèn này. Đây một đèn, đây hai đèn để đánh ánh sáng nó đẹp này. Đây có mic này. Rồi trên này sẽ là hai cái loa đấy. Đây là góc stream rất là chuẩn chỉnh luôn. Ở dưới có stream deck, rồi là mỗi nhu cầu chơi game khác nhau thì sẽ dùng một con chuột khác nhau. Rồi ở dưới này đó là bàn phím cơ custom. Uầy, nhìn thích vãi. Đây sẽ là góc tiếp theo của bạn Brandon. Cái góc này nhìn nó kiểu minimalist ha, nhìn kiểu rất là gọn á. Chúng ta sẽ chỉ có một cái bàn đen trắng, hai cái màn. Nhưng nếu mình nhớ không nhầm thì cái màn 219 này nó là màn của Xiaomi. Nhìn cái chân nó khá là giống cái màn của Xiaomi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đèn để nhìn vào nó đỡ bị mỏi mắt này. Bên này sẽ có một con đeo. Cái này là con, nếu mình nhớ không nhầm, đây là U24. Đấy, tai nghe của LG. Hai con loa khá là giống hai con loa lúc nãy. Chuột cũng là của Logitech. Các bạn để ý một điều không? Đấy chính là chuột không dây của Logitech rất ngon. Thế nên là có khá là nhiều người dùng. Rất nhiều người dùng luôn á. Cá nhân mình cũng đang dùng một con Logitech. Đấy,
Chuột không dây Logitech dùng rất là tiện luôn á. Với cả anh em để ý là cái màn của con của bọn Xiaomi ấy, cái màn 219 của bọn Xiaomi ấy, để co lên nhìn đẹp phết. Đây. Đấy. Ông này vừa nói luôn, đây là con Xiaomi Mi 34. Đấy, nhìn thích vãi, để co lên rất là đẹp. Với cả cái cây, cái vỏ cây này là cái vỏ cây của MSI, nó không đắt lắm đâu, hình như cái vỏ này đâu cũng khoảng 1 triệu mấy thôi, rất là rẻ. Nhưng mà lên cùng với góc đấy rất là đẹp. Tiếp theo là của bạn Tados.com. Ôi, góc góc nhìn nó kiểu thề, cái góc này nó giống như là một cái studio hơn, nhìn nó kiểu rất là tương lai. Thích vãi, chỉ có màu trắng, màu đen, rồi là nhìn không gian nó rất là thoáng, kiểu nhìn thích quá, nhìn rất là ưng. Kể mà cái studio của mình mà nó được như thế này thì tuyệt vời. Đấy, ánh sáng vào rất là đẹp nhá. Setup nó đơn giản, nó kiểu minimal. Rồi bên này do có con Mac ở đây. Ôi, đồ cổ vãi. Đấy, nãy mình vừa nói với cả anh em luôn ấy. Đấy chính là nhìn nó rất là tương lai. Đồ cổ vãi này, đây. Đây là con Mac Pro ngày xưa. Đây là con màn hình Mac ngày xưa. Nguyên cái setup này chắc là phải được 10 năm rồi. Phải hơn 10 năm ấy. Nói chung là đồ cổ lắm rồi đấy. Ở đây chúng ta có Sony A73 này, gimbal này, iPhone này, iPad này. Ôi, thấy chúng ta thấy có một tín đồ của Apple ở đây rồi. Magic Keyboard này, Magic Mouse này, Magic Touchpad này. Toàn là Apple thôi, nhưng mà cái đám Apple này nó có vẻ khá là cổ rồi. Đấy. Ở dưới còn có cả con dưới mình không nhìn rõ. Ở đây là con MacBook Pro 15 này, anh em nhìn cái layout bàn phím nó bé bé là biết này. Đây là con MacBook Pro 15. Ui, quả tai nghe của Biển Âu nhìn thích cái. Nhưng mà anh em có để ý một điều, đấy chính là khi mà chúng ta có một cái không gian thoáng mà chúng ta decor theo kiểu minimalist rồi là phối giữa màu đen màu trắng, nó sẽ rất là đẹp và rất là tương lai không? Nó đơn giản là nó đẹp thôi à. Ở trên này nó phối theo kiểu Star Wars đấy. Nhìn nó tương lai vãi, future đằng sau sẽ có một con PS4 này. Một con PS4, ở đây là một con iPad nữa này. Ui, hai con iPad ạ. Ui, lắm tiền vãi. Nhưng mà nhìn với góc như này, nhìn nó rất là đã. Ui, nhìn nó kiểu dịu mắt, nhìn thích vãi. Không gian rất là thoáng. Ui, góc này nghe thôi là thấy tiền rồi này. Bạn $42. Góc họ cũng rất là gọn nè. Nãy giờ anh em để ý từ đầu video đến giờ thì anh có thể thấy là những cái góc PC này nó, những góc gaming nó rất là gọn. Ở bên trên này, các bạn có thể thấy là bạn này có phải là một tín đồ của DC Comics. Đây, ở trên chúng ta sẽ có ba cái poster của DC Comics. Đó. Đây chúng ta sẽ có thêm setup 3 màn hình, một cái camera ở trên. Ui, setup kiểu streamer kiểu chuyên nghiệp phết. Ở đây chúng ta có một con C930E của Logitech này. Ở đây chúng ta có một con Canon M50 này để hỗ trợ cho livestream này. Bên này sẽ có mic này, tai nghe này. Đây là một cái đèn, có đèn ambient light ở cả màn hình và cả bàn luôn. Ở nhìn thích vãi, kiểu nó không cần phải cầu kỳ ấy. Ở đây chúng ta có bàn phím Logitech, chuột Logitech, rồi là pad chuột đen. Đây là chuột có share. Kiểu nó không hề cầu kỳ một chút nào, nhìn nó rất là thích. Nhưng mà anh em nãy giờ có để ý từ đầu video đến giờ không? Đấy chính là video của Random Frank P thì nó sẽ kiểu cho anh em được những cái góc gaming nhìn nó rất là đã. Nhưng mà video của Tech Suộc á thì nhìn nó chỉnh chu hơn rất là nhiều, mình thề luôn. Bởi vì mình đã xem mấy số của Tech Suộc rồi, giờ chuyển qua xem của Frank P là mình có thể nhận thấy ngay. Của Tech Suộc nó sẽ cung cấp chúng ta nhiều thông tin hơn, như kiểu để lại chúng ta đấy là của bạn nào, góc đấy để làm gì, nó được đặt ở đâu, nó của nước nào, rồi nó có cấu hình PC ra sao, rồi là chi tiết từng linh kiện một ở bên trong video nó đều ghi rất là chi tiết ra. Thì video của Random Prank P thì chủ yếu để show ra thôi, còn của Tech Suộc thì xem nó chỉnh chu hơn cực kỳ nhiều luôn. Chắc là lần sau mình sẽ quay trở về xem của Tech Suộc, mình không thích xem video kiểu như này lắm. Mic xịn nha. Tai nghe cũng của Logitech luôn. À, bạn này lại không dùng PC, bạn ấy xuất hình bằng một con Dell XPS à? Không, đây là con Dell XPS để ở trong ngăn bàn thôi. Chứ một mình con Dell XPS thì là xuất màn kiểu đấy thì hơi căng.
and a peek underneath the desk. Really Ôi, good quả job of kê cable chân nhìn hợp management. lý này. Also, no cable Êm vãi cable down luôn. here either. Với cả DJ rất là gọn nhá. Nice Ở trên này ta sẽ có một cái doesn't khe feel cái máng để DJ nhìn gọn hơn. And check out the spot behind the setup. Bên cạnh Nice thì sẽ có một cái góc để on the couch. Xem TV. Ôi, cái góc này nhìn lắm tiền quá. 65 inch Sony 4K TV. Đây là một con màn hình Sony 4K có cả sao 3. Ui, nhìn tôi đã thấy nhiều tiền rồi. Không đỡ được, không đỡ được. Xem anh em xem của Texuộc thì nhìn nó kiểu nó cũng đơn giản, nó cũng đẹp nhưng mà kiểu nó không nhiều tiền như thế này. Như này nhìn nó hơi nhiều tiền quá, kiểu anh em mình không với được. Nhìn cái nhiều cái đèn cây này ấy, nhìn nó đơn giản thế thôi nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không rẻ một chút nào. Kiểu vậy. Với cả nó hơi nhiều RGB, mình thì mình không thích nhiều RGB như thế này đâu. Nhiều RGB như này nhìn đau mắt lắm, khó chịu. Rồi, góc tiếp theo của bạn Hassan. Ở đây chúng ta có Spider-Man. À, bạn ấy đang chơi game Spider-Man ở trên PS4 Pro. Đây chúng ta có con PS4 Pro ở đây này. Đấy. Rồi bên này sẽ là cái này là Final Fantasy với cả cái cây hơi nhiều RGB. Ui, Weeboo anh em. Anh em thấy cái tản nhiệt ở đây không? Đấy, cái tản nhiệt ở đây là anh em thấy này, có cái màn hình LED ở ngay giữa tản nhiệt và có hình Weeboo. Đấy. Nhưng mà nó nhiều RGB quá. Với cả nó đề co nhiều đồ quá. Đề co kiểu nhiều đồ với cả nhiều RGB như này á, nhìn qua chúng ta có thể thích. Nhìn qua rất là thích. Nhưng mà nhìn lâu á thì nó rất là mệt. Dùng lâu khó chịu lắm. Chuột là Logitech. Ở đâu? SteelSeries Rival. Đó. Tai nghe của JBL Quantum. Also on his desktop for audio, he has the Razer Nomo Chroma mình speaker. Mình cực kỳ ghét những cái kiểu nhiều RGB như này luôn ạ. Nhìn khó chịu quá. Cái bàn phím của mình. Ở đây. Đây có hình của cái này hình như là của không phải Dragon Ball, cái này mình không rõ này. Nhưng mà cái đây anh em thấy không? Đấy con card đồ họa có màn hình LED. Đấy. Cái tản nhiệt nó có màn hình LED thì nó cũng là Weeboo. À. Thậm chí là cái dây nguồn 24 pin nối dài thì nó cũng là dạng dây nguồn 24 pin RGB. Mồ mè vậy. À nãy mình đang dở nói cái bàn phím của mình. À anh em thấy không? Nó không có một chút RGB nào luôn, chẳng qua là cái keycap nó có màu thôi. Nhưng mà cái màn hình nhìn thích quá ấy. Cái màn hình là màn hình 4K đấy. Màn hình Sony 4K. Đấy để chơi với cả PS4 Pro. Wow. Nghe thôi là thấy xịn rồi. Nhưng mà cái góc này anh em để ý bên cạnh, ở đây có thêm một cái cây cò xe nữa này. Có nghĩa là một mình cái TV này, nhưng mà nó sẽ được thiết lập với cả hai hệ thống. Một là cái cây ở đây, cây này sẽ là cây HTPC. Có nghĩa là cái cây để phục vụ cho nhu cầu giải trí của gia đình với cả ở trên TV. Ở dưới chúng ta sẽ có một con PS4. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái loa siêu trầm. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái sao 3 của Sony nữa. Uầy, nhiều tiền vậy không đỡ được. Quá nhiều tiền ở đây. Này, đến đoạn quảng cáo hết video rồi anh em ạ. Với mình á thì việc mình với những cái góc gaming với góc PC và góc gaming như này á thì mình nhận thấy một điều là có vẻ như là có rất nhiều bạn là tín đồ của RGB. Hey, nhìn mệt vãi lên luôn. Thế mình không chịu được cái kiểu nhiều RGB như này đâu. Mình thích cái kiểu đơn giản như cái góc này. Nói chung là mình chấm đi chấm lại thì từ đầu video đến hết video thì mình cũng chỉ thích nhất là mỗi cái góc này thôi. Bởi vì cái góc này á, nhìn nó dịu mắt, nhìn nó thoáng, nhìn nó rất là hiện đại, nhìn nó rất là tương lai, nhìn thích vãi luôn. Đấy, không có quá nhiều điểm trừ. Ừ thì nó cũng hơi nhiều đồ đấy, nhìn nó kiểu hơi bừa một tí. Nhưng mà bởi vì nó là màu trắng màu đen á, thành ra nhìn nó đơn giản thì chúng ta sẽ không cảm thấy nó bừa nữa. Và chỉ cần sắp xếp lại một tí thôi là nó sẽ rất là đẹp. Đấy, mình cực kỳ thích một góc như thế này luôn. Nhưng mà kể mà đổi được con Mac Pro này, con Mac Pro này thành con Mac Pro mới này, cái màn thành Apple Display mới này thì nó sẽ xịn hơn rất là nhiều. Cái này đồ cổ quá, hơi đồ cổ một tí. Kể cả anh em nhìn sang cái góc mà với ở cái TV ấy thì nhìn nó cũng thích hơn rất là nhiều. Anh em nhìn vào cái góc như này á, nhìn nó cực kỳ thích luôn. Ở đây có thêm một con Apple HomePod này. Ồ, nhìn thích vãi. Rồi anh em nhìn so với cả những cái góc mà có RGB nhiều như thế này á thì thực sự là nhiều RGB nhìn nó rất là kinh, mình không thích lắm. Không biết là anh em có kiểu ghét RGB như mình không. RGB kiểu điểm xuyến vào thôi thì ok, nó đẹp, nhưng mà nhiều quá thì nhìn nó kinh lắm. Đặc biệt là cái góc cuối cùng này, anh em nhìn phát RGB kinh vậy. Đó, đúng không? Ok, vừa rồi là mình đã reaction cho anh em số 245 của Random Frank P.
thì không biết ý kiến của anh em như nào. Và đương nhiên đây, nhớ nhá, đây chính là phải like và share và subscribe, và đặc biệt là nhấn chuông để đón xem những số reaction PCB mới nhất của mình. Còn bây giờ sẽ là xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá.